Tự Lộc tắt hết điện thoại nha, hoặc chuyển qua chế độ rung nha các bạn. Giờ phát sóng gặp Hà. À ơi giờ phát sóng kìa Hà. Rồi hai đội đứng sát vô giùm anh cái hai đội. Nào cùng khám phá cánh chế biến món ngon thiệt ngon. Nào cùng mau xem game show. Rồi anh Giang cái máy thẳng căn trước mặt cho anh Giang ơi. Giờ tài chiến chế chế. Dạ đúng rồi Giang. Tôi nào chiến thắng thì anh hết lưng nào. Tôi chiến thắng tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đôi suốt cả chương trình đây. Bạn chạy thay xem yên thương của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thương thương. Xuống nhạc tí rồi, xuống nhạc tí rồi nhạc. Sang mở khẩu tiếp sang. Từ ngày 18 tháng 10. Đây là bài số đầu tiên. Đầu tiên đúng không? Mở khẩu nhẹ tí sang. Rồi rồi rồi. Rồi xin mời tất cả ekip về vị trí ạ. Xong hết rồi, xong hết rồi. 9.5 cho anh nha. 9.5. Giờ 9.5. Nãy giờ tôi đứng xa xa tôi tưởng là sen thiệt, hóa ra không phải sen thiệt. Rồi xong chưa? Rồi xin mời tất cả bộ phận về vị trí ạ. Tôi nhìn thấy cái set. Rồi mấy đội chơi mình núp vô giùm Núp. Rồi, Minh Châu giúp anh Bình trốn cái em. Nè, em núp rồi nè. Rồi, ok. Xác vô tí nữa. Rồi tất cả chuẩn bị. Okay. Máy chạy. Alo. Rồi mình chuẩn bị vô show nha cả nhà. Ngày mới bắt đầu nha. Rồi tất cả chuẩn bị, máy chạy. Lỗi thẻ máy nào kiểm tra gì mà máy làm luôn. Mọi người xem thấy cái set của Thiên Đường Thực năm nay đẹp không, dễ thương không, nhìn thấy nó sáng hẳn ha, mà nhìn thấy nó không khí Tết cứ vậy quá. Cái chữ đó chậm thôi. Ok. Người thấy cái mái tóc của ông quên nhận luôn. Mái tóc của ông quên. Vui là chính ha. Và mình muốn gọi nhanh là mình ăn xong món nào là mình nói liền ngon sao. Mình nói vui là nhất có thể. Chưa, bên này chẳng qua mới nói nè. Thấy là ăn xong rồi nói liền. Vô nội dung chính nó ngon sao, nó chua mặn ngọt sao. Cái này là em biết từ đâu ra, kết hợp gì.
là gọi nhanh lắm, chứ còn ăn xong mới ngồi đọc thơ là chết á. Nói xong mới đọc thơ, đọc thơ. Mày thua ba vòng. Ủa vậy? Vậy đó. Việc xong chưa Đạt ơi? Phải vì anh muốn dùng giọng đúng không? Vì công việc. Đạt ơi xong chưa? Nhìn cái đầu, nhìn cái đầu tóc của Trần Giang nó mắc cười. Chắc sơ là vẫn có nằm ở đây đúng không? Chắc bữa nào mình phải làm cái đầu giống vậy. Chắc sơ. Xong chưa Đạt ơi? Chưa đó, ông trả lời là chưa đó. À, kiểm tra mic âm thanh giùm anh ơi. Đội A, cho anh Minh Trùng. Minh Trùng, alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Sĩ Thanh. Sĩ Thanh chưa? Chưa có, Sĩ Thanh chưa có nha mấy bạn ơi, mở phòng với mic kiểm tra đi. Quỳnh Châu. Alo. Đẩy mic mấy bạn cao cao lên cho mình. Làm nhon. Không quan tâm. Đó. Ủa nhưng mà của em nghe chưa? Em nghe chưa? Nghe rồi. Rồi rồi, test lại giùm anh nha, Minh Trù. 1, 2, 3. Sĩ Thanh. Alo. Quỳnh Châu. Alo. Rồi. Nghĩa cái tiếng về đây mình cái nha mấy bạn. Con nghe. Rồi Ngọc ơi. Dạ. Pula. Dạ. Lê Thí. Dạ. Rồi cảm ơn các bạn. Dạ. Rồi âm thanh mình kiểm tra mô tiên cắt nha. Mẹ. Cái mẹ cháy đi ngoan đột sức. Dạ. Ừ quên. Đang xong chưa Đạt ơi? Rồi bây giờ mình chơi nha cả nhà. Tất cả chú vị. Máy chạy anh Giang ơi. Rồi Minh ơi. Đứng sáng vô giùm mình cái Minh ơi. Rồi chú vị. Tất cả chú vị. Máy chạy. Âm nhạc chú vị. 3, 2, 1, nhạc bấm đi. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thiệt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui thiệt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đá luôn. Rồi nào chiến thắng thì ăn hết đi nào. Bạn phải nhìn đôi suốt cả chương trình đây. Bạn chạy chạy xem hiện thực của ai hay thật hay. Chỉ một đầu thắng thương thương đến món ngon thiệt ngon. Tiền thường là thường. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Thiên đường ẩm thực mùa thứ 5. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự tài trợ độc quyền của công ty cổ phần dầu thực vật. Xin lỗi làm lại. Với sự tài trợ độc quyền của công ty cổ phần dầu thực vật Tường An và nhãn hàng Tường An Cookie Noi. Thưa quý vị, năm mùa, mùa đèn mùa thứ 5. Để mà có sự tồn tại của năm mùa cho một chương trình mà theo nhiều người nhận xét trên sóng truyền hình là nói về nấu ăn là nó rất là nhàm chán, bỏ muối, bỏ đường, bỏ ngọt, bỏ tiêu hết. Nhưng không, với sự trở lại mạnh mẽ sau mỗi mùa của chương trình Thiên đường ẩm thực chứng minh một điều là gì? Chỉ cần mình làm một cái chương trình mà có cái tâm đặt vào đó thì khán giả sẽ hiểu được và họ sẽ trân trọng và sẽ yêu thương chương trình cũng như nghệ sĩ nhiều hơn. Và cũng xin gửi lời từ đài truyền hình, từ công ty, từ ekip thực hiện, từ các anh chị em nghệ sĩ gửi đến quý vị lời cảm ơn sâu sắc vì quý vị đã yêu thương chương trình. Nếu không có sự yêu thương đó thì không có sự tồn tại sau năm mùa chương trình. Hơn 800 món ăn, quý vị nghĩ đi, 800 món ăn kể cả Tây, Ta, Âu, Á. Bây giờ mùa thứ năm để làm cái gì đây? Nhiều người nhận xét làm cái gì đây? 800 món rồi làm cái gì đây? Nhưng thưa quý vị, đồ ăn cũng giống như kiến thức, là kho tàng của nhân loại, không bao giờ cạn kiệt. Vì mỗi ngày nó sẽ có nhiều kiến thức mới và mỗi ngày người ta sẽ sáng tạo ra nhiều món ăn mới mang lại giá trị về dinh dưỡng, về sức khỏe. Và đặc biệt là chúng tôi làm chương trình này với cái mục đích cũng không thua kém gì về sức khỏe, đó là mang lại tiếng cười cho quý vị. Ăn không chỉ là để no, mà ăn là để còn lo cho sức khỏe. Ngày hôm nay với tiêu chí mang lại tiếng cười, mang lại những món ăn ngon về màu sắc, về hương vị và thực phẩm nó phải hoàn hảo, chúng tôi cộng thêm vào đó là những người chơi với tinh thần cầu tiến. Họ luôn muốn ăn những gì họ thấy trong chương trình này. Nhưng để ăn được, họ phải vượt qua những thử thách về kiến thức, về trò chơi. Và đặc biệt là ông Hoàng Hạnh Phúc dễ gì ăn được của chương trình, thưa quý vị.
Nhưng với những sự mạnh bạo và mạnh miệng, với những khoang miệng rộng đầy ắp, thì chúng tôi khẳng định với quý vị, những người chơi sắp đây sai miệng là L hết. Nên chắc chắn là họ tìm mọi cách để học được kiến thức và ăn những món ăn của chương trình. Xin giới thiệu đầu tiên, quý vị hãy tập trung chú ý những mặt vô cùng khả ái và thông minh. Anh nhé xíu chào tao mới nào. Ê, ê, trời ơi, trời ơi, mới ra xe mà tèm ra. Bởi sao mình diễn, mình kiếm khác mình diễn. Diễn cái này nó hư cái video đời cái bà. Thiệt luôn á, không phải anh. Em ra không đáng, anh đáng thiệt. Mày hả? Nó chương quá. Mày hả? Dầu mà, dầu ăn, dầu quảng cáo nó chương quá. Anh em chương trình ổng được em với ra một cái màn gì đó đặc biệt 4 năm rồi. Anh em sẽ thấy em món gì không? Chiên xù. Tôm chiên xù. Tôm chiên xù. À, chiên xù. Đổ qua chiên xù à? Chiên xù, cái chiên luôn rồi anh. Minh xù là ngày xưa là tóc xù, nên đặt là Minh xù. Lát anh đặt cái tên mới. Anh đang đặt tên mới, nó không còn Minh xù nữa. Vâng, bây giờ nó còn tóc xù đâu. Anh để một Minh thẳng là kỳ nha. Không phải, tại vì... quá. Lại đây. Tự nhiên nói gì chứ tính người quá. Không có, không đi anh. Không, đúng anh Giang, anh Giang mới đặt cho cái nghề danh mới. Đó. Thì là mà qua bao nhiêu năm tháng tóc hết xù, không biết mọi người gọi sao cho hợp lý. Anh Giang đặt cho cái lát nữa, bây giờ chưa phải lúc. À, chưa phải lúc. Lát nữa còn lúc mà mình không được ăn á, mình ngồi mình tám chuyện. Chứ còn giờ mình chưa tới lúc đó. Chắc không có lúc đó hôm nay rồi. Đúng là không có lúc đó hôm nay rồi, đúng rồi. Hy vọng là vậy. Xin mời. Ủa em nghĩ là tụi em phải ra nhảy múa vậy anh, đâu có xuống nói chuyện nhiều quá vậy. Anh muốn nhảy múa nữa hả? Có chứ. Nhảy múa, nhảy múa. Nhảy 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 dữ dội, khả năng tàn sát cao và ẩm thực. Xin mời. Đấy chưa?